Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết. Căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng, nếu nó không nghe họ thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Hiệp lời cầu nguyện. Thầy bảo thật anh em, nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho, vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu khi đến trần gian thực hiện chương trình cứu độ, Người đã mang lấy kiếp người như chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe đã khẳng định: Người trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Như vậy có thể nói, Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay nhân loại, suy nghĩ bằng trí óc nhân loại, hành động theo ý chí nhân loại và yêu mến bằng quả tim nhân loại. Và cũng chính vì thế, Chúa Giêsu hoàn toàn thấu hiểu và cảm thông với mọi khó khăn, thử thách mà con người phải đối diện nơi cuộc sống nhân gian này. Tin mừng theo Thánh Matthêu mà chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật tuần thứ 23 thường niên này cho thấy Chúa Giêsu biết rõ những thách đố trong đời sống chung, những tổn thương nơi các mối tương quan của chúng ta. Và rồi hướng dẫn chúng ta cách để chữa lành, để xây dựng lại những đổ vỡ đó. Cụ thể, Người chỉ dạy chúng ta cách làm sao để hàn gắn một mối tương quan bị thương tổn, làm sao để sửa lỗi cho nhau. Đây quả thật là một việc rất tế nhị và không dễ dàng chút nào. Qua trình thuật của tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã cặn kẽ chỉ dẫn cách thức để sửa lỗi một người anh em trót phạm tội. Trước tiên là đối thoại trực tiếp và kín đáo với người anh em này. Nếu người ấy không biến đổi, thì mời thêm sự cộng tác của một vài người khôn ngoan và tử tế để thuyết phục họ. Tiếp đến mới nhờ đến cộng đoàn nếu người anh em lầm lạc không hoán cải. Và sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hiệp lời cùng nhau cầu nguyện với niềm tin Chúa Cha nhất định sẽ ban cho chúng ta điều khẩn xin, vì Ngài không muốn loại trừ một ai, nhưng luôn đón nhận những tâm hồn biết ăn năn sám hối và trở về với Ngài. Qua hướng dẫn của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra rằng trước hết Chúa muốn chúng ta chân thành và nhẫn nại với người anh em mình khi họ vấp ngã phạm tội. Chính sự nhẫn nại và chân thành đó giúp chúng ta có thể cảm thông và nâng đỡ họ, ngõ hầu chinh phục được họ. Thế nhưng,
trong cuộc sống thực tế. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ, không can đảm đối diện với vấn đề, hoặc mang tâm trạng nóng vội và sẵn sàng loại trừ họ ra khỏi cộng đoàn, và thậm chí còn cắt đứt họ khỏi sự quan tâm của mình. Lý do là vì chúng ta sợ liên lụy, sợ bị ảnh hưởng. Đừng quên rằng, để xây dựng và cổ võ cho một mối tương quan thì rất khó, đòi hỏi nhiều nỗ lực. Nhưng để đạp đổ và phá bỏ thì rất dễ dàng. Bên cạnh đó, việc sửa lỗi cho nhau cần xuất phát từ ước muốn giúp cho nhau được thăng tiến và hoàn thiện hơn trên hành trình đức tin. Có như thế, chúng ta sẽ không dễ nản lòng bỏ cuộc và không xét đoán cũng như kiêu căng kết án anh chị em mình một cách chủ quan hẹp hòi. Trái lại, Chúa muốn chúng ta là cánh tay nối dài của lòng thương xót, của sự bao dung tha thứ của Chúa đối với anh chị em mình. Xin cho lời Chúa hôm nay luôn soi sáng và hướng dẫn, giúp chúng ta mỗi ngày trở nên khí cụ mang lại tình yêu chữa lành và bình an đích thực của Thiên Chúa đến cho mọi người, cách riêng là những anh chị em vấp ngã vì yếu đuối lầm lạc. Amen.
tôi xa đọa. Khi tôi hòa khóc, tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang, mới biết đắng cay với người không nhà. Khi tôi cô đơn, thì thương ai mất mẹ cha. Lạy Chúa ban yêu thương vào trái tim con, đã bao lần con đầy hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Lạy Chúa con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương, cho hòa bình sang người muôn phương.